Đây là Lâm Oanh, đội trưởng truyền hài của Bộ Tư lệnh Thông tin. Một tình huống phát bóng mở màn cho set đấu thứ 3. Một set đấu mà Bộ Tư lệnh Thông tin nếu thắng sẽ có được chiến thắng chung cuộc. Ở set đấu đầu tiên và ở set 2 thì họ thắng 25-20. Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Hoài My, Bích Tuyền. Điểm cho Ninh Bình lên bên Postbank 2-0. Sang set 2 thì ông sử dụng cây chuyền hai số 1 của đội ở mùa giải năm ngoái Huyền Trang. Và set 3 thì người đang bắt đầu trên sân ở vị trí chuyền hai là Hoài My. Hoài My là cây chuyền hai có được sự ăn ý với Bích Tuyền nhiều nhất trong đội hình của Ninh Bình lên về Postbank hiện tại. Thì đây là hai vận động viên đã từng cùng thi đấu trong mùa áo của truyền hình Vĩnh Long trước đây. Hoài My, pha đánh bóng của Nguyễn Thị Trinh. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 5-0. Đinh Thị Thúy phát bóng. Kiều Trinh không qua được tay chắn của Ninh Bình lên về Postbank. 6-0. Người đã chắn bóng có vẻ như là Nguyễn Thị Trinh. Và lúc này thì huấn luyện viên Thái Anh Tùng cũng chỉ có 10 vận động viên có thể thi đấu sau khi libero Thanh Diệu đã dính chấn thương trong trận đấu bán kết với Hòa Chất Đức Giang kia xa. Thanh Diệu đã bị đứt dây chằng gối và rất có thể cô sẽ phải ngồi ngoài ở vòng 1 của giải vô địch quốc gia. Khi mà quãng thời gian thi đấu vòng 1 của Ninh Bình lên về Postbank đã ở rất gần. Hoài My và Bích Tuyền. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 9-2. Hoài My, Nguyễn Thị Trinh, một đường chuyền dài của Hoài My ra biên 4 cho Nguyễn Thị Trinh. 13 cho Ninh Bình lên về Postbank. Và đây sẽ là tình huống phát bóng của phụ công năm nay mới chỉ 16 tuổi mà thôi. 3 ghi điểm của Lê Thanh Thúy. 13-10 cho Ninh Bình lên về Postbank. Muốn phát bóng của Hoài My. Đội 1 không thực sự tốt của Bộ Tư lệnh Thông tin và họ đã phải trả giá 14-10 cho Ninh Bình lên về Postbank. Một tay đập trưởng thành từ đội trẻ của Bộ Tư lệnh Thông tin và đã được đôn lên đội 1. Thì sau khoảng 3 năm lên đội 1 thì Nguyễn Thị Phương đã trở thành một chủ công trong đội hình chính của Bộ Tư lệnh Thông tin. Bích Tuyền không thể có được tình huống phòng thủ hàng sau thành công của Lâm Oanh. 16-11 cho Ninh Bình lên về Postbank. 17-11 cho Ninh Bình lên về Postbank. Bước 1 không tốt của Bộ Tư lệnh Thông tin trong khoảng thời gian vừa qua đã khiến cho họ liên tục để mất điểm. Phương Thủy rời sân và Nguyệt Anh đã trở lại sân. Ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. Hoài My, một đường chuyền dài cho Nguyễn Thị Trinh và đã có thêm một điểm số nữa cho Ninh Bình lên về Postbank. Dù mới 16 tuổi nhưng Hồng Linh có những thông số rất ấn tượng. Cô cao 1m82 và có tầm bật đà lên tới 2m97. Chúng ta xem lại tình huống này. Pha đánh bóng của Kiều Trinh nhưng đã không qua được các tay chắn áo vàng. Bích Tuyền. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 4-2. Nguyễn Thị Trinh. 7-3 cho Ninh Bình lên về Postbank. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đường truyền của Hoài My cho Nguyễn Thị Trinh. Dàn phụ công nữ ở Việt Nam hiện nay và minh chứng là cô đã từng được gọi lên tập trung trên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Nhưng bây giờ thì khi trở về với câu lạc bộ, Nguyễn Thị Trinh lại đang phải chơi ở vị trí không phải sở trường, vị trí chủ công.
Dù vậy thì Nguyễn Thị Trinh vẫn cho thấy được những đóng góp, vẫn có những đóng góp trong thành tích chung của Ninh Bình lên về Postbank. Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền. Và đó là pha đánh bóng trên chắn của Bích Tuyền. Bóng hướng thẳng đến vị trí của Nguyễn Anh và đã không thể có được một tình huống chuyền một thành công của Nguyễn Anh. Bích Tuyền. Một pha đập giãn biên của Bích Tuyền. 10 năm cho Ninh Bình lên về Postbank. Lâm Oanh phát bóng. Hoài My và Bích Tuyền. Mười hai bảy cho Ninh Bình lên về Postbank. Một pha đánh bóng trên chắn của Bích Tuyền. Mười ba bảy cho Ninh Bình lên về Postbank. Tình huống phát bóng của Hoài My. Hồng Linh. Và đó là tình huống đánh nhanh của Thanh Thúy. Nhưng Ninh Bình lên về Postbank vẫn đang liên tiếp lên điểm. Hoài My, Bích Tuyền. Một tình huống chắn bóng thành công của các cô gái thông tin. Kiều Trinh lần này đã không thắng được các tay chắn của Ninh Bình lên về Postbank. 17-8 cho Ninh Bình lên về Postbank. Và bây giờ là thay chuyền hai. Nhưng vẫn đang là mạch lên liềm của Ninh Bình lên về Postbank. 20-11. Và Thùy Linh cùng với phụ công Phạm Thị Hiền thì những nhân tố còn lại hầu hết là các vận động viên dự bị của Bộ Tư lệnh Thông tin. Và Ninh Bình lên về Postbank đang tiến gần đến chiến thắng ở trong set đấu thứ tư này. 23-12 cho Ninh Bình lên về Postbank. Và đó là pha đánh bóng của Bích Tuyền. Khánh Huyền. Pha đánh bóng của Phương Thủy. Tình huống phòng thủ hàng sau không tốt của Mỹ Hằng. 24-12. Pha đánh bóng của Nguyễn Thị Trinh. Hoài My và Nguyễn Thị Trinh. Một pha bỏ nhỏ và Thanh Hương đã không thể cứu bóng thành công. Hoài My và Bích Tuyền. Bóng đã đi trúng vào người của Thùy Linh. 1-2 cho Ninh Bình lên về Postbank. Tình huống mà bóng đã đi trúng vào mặt của Thùy Linh sau pha đánh bóng cực mạnh của Bích Tuyền. Hai năm qua dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thái Anh Tùng thì Ninh Bình lên về Postbank luôn là đội bóng nằm trong top 3 đội mạnh nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Hoài My, Bích Tuyền. Không được, rất đáng tiếc. Phạm Thị Hiền đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. Bước 1-0 tốt của Lily. 5-5 cho Ninh Bình lên về Postbank. Nguyễn Thị Trinh chắn bóng ra ngoài. Bóng đã chạm vào tay chắn đi ra ngoài và đó là điểm số cho Ninh Bình lên về Postbank.
Lâm Hoành, Lâm Hoành và Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Trinh, Lâm Hoành chuyển cho ai, đó là Kiều Trinh, không được, đã có Yến Nhi chờ sẵn. Nguyễn Thị Trinh điểm số cho Ninh Bình lên về Postbank, 7-5 cho Ninh Bình lên về Postbank. Một đường truyền dài của Hoài My cho Ninh Bình lên Việt. Một đường truyền dài của Hoài My ra biên 4 cho Nguyễn Thị Trình và 7-5 cho Ninh Bình lên Việt Postbank. Lâm Oanh, Lâm Oanh và Nguyệt Anh. Đó là tình huống phòng thủ hàng sau của Đinh Thị Thúy. Nguyễn Thị Trình 8-5 cho Ninh Bình lên Việt Postbank. Tình huống phát bóng của Bích Tuyền. Đinh Thị Thúy chuyền 1, Hoài My chuyền 2 và Nguyễn Thị Trinh là người dứt điểm. 9-5 cho Ninh Bình lên về Postbank. Kiều Trinh phát bóng. Hoài My và Nguyễn Thị Trinh. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 16. Nếu coi trận đấu này là một bài test của huấn luyện viên Thái Anh Tùng dành cho 3 cây chuyền 2 Hoài My, Yến Nhi và Huyền Trang cho vị trí chuyền hai chính của Ninh Bình lên với Postbank ở vòng 1 sắp tới, thì có lẽ là Hoài My sẽ là vận động viên, sẽ là chuyền hai có được điểm số cao nhất. Hoài My, Bích Tuyền 11-6 cho Ninh Bình lên về Postbank. Mười hai tám cho Ninh Bình lên về Postbank. Lại là một đường truyền dài của Lâm Anh ra biên 4 cho Nguyễn Thị Phương và Bích Tuyền. Bích Tuyền mang về điểm số thứ 13 cho Ninh Bình lên về Postbank. Bích Tuyền lên về Postbank và đây là match point. Tình huống phát bóng của Việt Hương. Hoài My, Hoài My và Đinh Thị Thúy, bóng đã chạm vào tay chắn của Thông Tin và bay ra ngoài sân và trận đấu này đã kết thúc. Trận đấu này đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về Ninh Bình lên về Postbank.